Rồi, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ gợi ý các bạn một cái mẹo là cách luộc khoai lang mà không cần nước nha. Thì mình sẽ xếp những cái nĩa hoặc cái muỗng ở dưới cái đáy nồi nha các bạn. Rồi mình tạo như là cái dĩa nè, mình hấp đó rồi. Đó. Sau đó mình sẽ xếp khoai lang lên. Cái này các bạn để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Chúng ta luộc trong vòng 20 phút. Cứ 10 phút chúng ta mở nắp ra, chúng ta sẽ tở bề khoai lang nha các bạn. Luộc như vậy không cần nước thì nó sẽ giữ được cái chất ngọt của cái khoai lang nhiều hơn. À, chúng ta sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Rồi, mình để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Bây giờ đã gần 20 phút rồi nha các bạn. Thì mình sẽ thử xiên cho nó chín vừa nha các bạn. Nó chín rồi nha các bạn. Rồi giờ phai chín rồi nha các bạn. Cái này các bạn luộc các bạn để lửa nhỏ nha các bạn. Cứ 10 phút thì các bạn mở nắp ra, các bạn để tở về giờ phai để cho nó mau chín, nó chín đều. Cái này mình luộc theo kiểu này nó không có nước, nó sẽ giữ cái độ ngọt của khoai nha các bạn. Đây là khoai Nhật nha các bạn, mình là khoai Nhật cũ nhỏ xíu à. Đây rồi đó.